Để đầu tiên mình kính gửi lời chào tất cả thân thể anh em nha. Hôm nay mình sẽ test thực tế cây PCP truyền thống của mình nha. Hiện tại là đang là 00 nha anh em. SPS là 00 nha anh em. Đấy. Đấy anh em ạ. Là 00 nha. Và giờ mình sẽ test là cự ly là 50 mét nha anh em. Tại vì mình đang lấy khoảng cách là 50 m là zero từ đây ra có kia nha anh em. Chỗ tấm bìa trắng trắng này anh em ạ. Đấy. Ngay chỗ tấm bìa trắng trắng nha. Mình sẽ test từ đây ra đó nè. Là 50 m nha mọi người nha. Mình test ra hai cái bật lửa nha anh em. Hồi nãy mình có bêm rồi, mình lấy zero rồi. Giờ mình sẽ bêm nha anh em. Cái này là khung khung hẳn là zero nha anh em. Mình lấy là ăn sung 100 nha anh em. Tại vì cái này là mình phải đệm lại cái đây lên một tí nữa mình mới lấy được zero nha. Tại vì mình thả xuống hết cửa rồi, nên là nó không giữ được cái lò xo chân gà nha. Đây anh em, hiện tại là áp xả là 101 nha mọi người nha, 101 nha. Mà áp bình còn 130 anh em ạ, 125, 130 gì đó. Rồi giờ mình sẽ căng vào lăng kính rồi mình test thực tế cho anh em xem luôn. Cự ly là 50 mét nha mọi người nha. Nhiều anh em nói là mình nói phép. Đây anh em. À quên. Mình cho anh em xem là mình rôm về số 9 nha anh em. À 16 chứ. Đây anh em ạ. Rôm về 16 nha. Kính này là kính Macon, Macun 4 từ 16 nhân 44 SF tâm dây. Đây nha anh em. À, lên nét hơi khó anh em ạ. Rồi mình sẽ bêm bật lửa đầu tiên nha anh em. Biết là anh em có nhìn thấy không? Đây không hẳn là zero nha anh em. Rồi nha anh em. Một con nha. Giờ mình sẽ nâng lên cái này này. Ôi trời, qua rồi anh em ạ. Rồi. Viên thứ hai nha anh em. Ok chưa anh em? Đây là mình test thực tế cho anh em xem luôn này. Tóc này là tại vì áp bình còn 130 thôi anh em. Đây. Tóc là 792,8 nha anh em. Giờ mình sẽ vào lịch sử. Viên đầu tiên là không biết bao nhiêu. Viên đầu tiên là à, khó nhìn nữa. Viên đầu tiên là 795 anh em ạ. Nhưng mà cây cuối của mình đang đi là tóc là 800 nha anh em. SPS 800 anh em ạ. À, con cu nó đang cái chỗ này anh em này. Chỗ này này. Chỗ này này. Tí nữa là mình ra rừng ngoài kia nha. Mình đem mình đi dạo coi trái cây đa đồ này kia như nào nha. Thì anh em mình đi vào chỗ mà mình test từ đây ra kia anh em ạ. Là 50 mét nha anh em.
Đối với PCP truyền thống Zero 50m như này là anh em thấy nó có ổn định không anh em ạ? Anh em thấy gì không ạ? Đây này, 50m này, bật lửa này, bật lửa này. Còn đây là hồi nay là mình lấy tăm anh em ạ, nắp xe 2 nhé. Còn đây thì hồi nay là tóc nó tăng lên một tí này anh em. Chắc khả năng cũng do van mình hồi áp nó không được ổn định mấy nha anh em ạ, nên là nó bị vậy. Nếu mà mình bêm chậm chậm thì không nói gì anh em nhé. Còn mình bêm mà lên đạn liên tục anh em là cái van điều áp mình nó đang có tình trạng là nó tràn áp một ít anh em ạ, nên là nó lệch thêm một bên này. Nếu mà nó mà hồi áp ổn định là một móng tay tay út nha anh em, móng tay út này 50m nha anh em. Đấy anh em ạ, kết quả là vậy đấy. Giờ mình sẽ lên rừng mình đi săn luôn nha anh em. Từ đây ra chỗ kia nha anh em. Đây, chỗ khẩu súng mình đang đứng anh em ạ. Rồi nha, giờ mình sẽ đi vào rừng thực chiến nha. Đó là phần 2 nha anh em, còn đây là phần 1 nha, anh em xem nha. Giờ mình sẽ tạm dừng video nha, anh em nào xem video cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Để mình có thêm động lực để mà làm video tiếp theo nha anh em. Chào anh em nhé.